tiên tri về Israel đã ứng nghiệm thần kỳ, dân tộc nào sẽ diệt vong. Chúa đã tiết lộ rằng thành phố hòa bình ở Israel sẽ không thể duy trì hòa bình lâu dài, mà sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công khốc liệt và phải đối mặt với cơn mưa máu. Phải chăng cuộc chiến tại vùng đất thiêng Jerusalem đã được dự báo trước? Trên thực tế, liên quan đến cuộc xung đột Israel, Hamas và cuộc chiến ở Trung Đông, một số người quen thuộc với Kinh Thánh nói rằng trong Kinh Thánh sớm đã có những lời tiên tri liên quan. Về tình hình ở Trung Đông, trong Thi Thiên thứ 83 của Kinh Thánh có lời tiên tri rất rõ ràng. Thi Thiên nói rằng những kẻ thù của dân tộc Do Thái sẽ hội ý với nhau và liên minh với nhau. Họ nói, đến đây đi, chúng ta sẽ tiêu diệt bọn chúng, để chúng không còn là một quốc gia nữa, để cái tên Israel không còn được nhớ đến nữa. Vậy, những kẻ thù này là ai? Chính là người Edom và người Ismael sống trong các lều trại, còn có người Moab, người Haga, người Gibo, người Ammon, người Amalek, người Philistines và cả cư dân Tyros, Assyria cũng kết hợp với họ. Một số người am hiểu lịch sử đã giải thích rằng người Edom, người Ismael, người Moab và người Haga đều là tổ tiên của người Ả Rập hiện tại. Người Philistines đã biến mất trong lịch sử, nhưng nhiều nhà khảo cổ học tin rằng người Palestine hiện tại có thể chính là hậu duệ của họ. Assyria đại diện cho Babylon và Ba Tư trong Kinh Thánh. Babylon hiện nay là Iraq, còn Ba Tư là Iran. Ammon ở Jordan, còn Gibo và Tyros thì thuộc Liban ngày nay. Người Amalek là dân tộc du mục sa mạc. Họ là kẻ thù truyền kiếp của người Israel trong Cựu Ước, sau đó thì biến mất khỏi lịch sử. Nói chung, ngoại trừ Iran, những kẻ thù này về cơ bản đều là thành viên của Liên minh các quốc gia Ả Rập. Tuy nhiên, khi nói đến việc đối phó với Israel, Iran rõ ràng đứng về phía người Ả Rập. Do đó, lời tiên tri về việc họ thành lập liên minh để chống lại người Israel là chính xác. Tại chương 37 câu 21 trong Kinh Thánh, cũng đưa ra lời dự ngôn chắc chắn rằng ta sẽ thu hút con kế từ Israel từ giữa mọi dân tộc, từ bất cứ nơi nào họ đã đi, và tập hợp họ từ mọi nơi, và đưa họ trở về mảnh đất của họ. Trong hậu quả của thảm họa Holocaust, ít ai có thể đoán trước được rằng người Do Thái đã phải chịu hy sinh 6 triệu sinh mạng dưới bàn tay của Đức Quốc xã sẽ có thể tái hợp tại quê hương tổ tiên của họ. Nhưng bất chấp mọi khó khăn, điều này đã xảy ra chính xác vào ngày 14 tháng 5 năm 1948 khi Israel được tái sinh như một quốc gia. Sau khi Israel tái lập, Chúa đã tiết lộ rằng Israel sẽ không thể duy trì hòa bình lâu dài, mà sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công. Các chương 37, 38 của Ezekiel mô tả điều này rất rõ ràng, đặc biệt là chương 38 câu 15 và câu 6 nói rằng sau đó bạn sẽ đến từ phương Bắc xa xôi, và nhiều dân tộc đi cùng bạn, tất cả họ đều cưỡi trên lưng ngựa, tạo thành một đoàn đông lớn và một quân đội mạnh mẽ. Bạn sẽ đến tấn công dân tộc Israel của ta như một đám mây che phủ đất. Điều này sẽ xảy ra vào những ngày cuối cùng, khi đó ta sẽ đưa dân Israel đến đất của ta. Nhiều học giả Kinh Thánh và chuyên gia tiên đoán rằng những người bạn này có thể là Nga. Khi bạn xem bản đồ Trung Đông, bạn có thể thấy rằng Nga nằm ở phía bắc của Israel. Nhưng câu hỏi đang được đặt ra là tại sao Nga lại muốn chiếm đóng Israel? Cụ thể trong văn kiện Ezekiel, chương 38 câu 5 đề cập đến Ba Tư, Ethiopia và Libya là đồng minh của họ, và tất cả đều mang khiên và mũ sắt. Như chúng ta đã biết, Ba Tư là tên cổ xưa của Iran ngày nay, và hiện nay Iran đã lên tiếng đứng về phía Hamas trong cuộc chiến với Israel. Cùng nội dung với lời tiên tri trong Kinh Thánh, vào ngày 14 tháng 9, nhà tiên tri người Anh, ông Parker nói rằng ông nhìn thấy một cuộc xung đột sắp xảy ra ở khu vực Israel, Palestine. Ông thậm chí còn nói rất cụ thể,
tôi thấy một cuộc tấn công của Israel vào Iran trong thời gian tới, và họ sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông Parker còn nói thêm, đó sẽ là một cuộc tấn công khá nghiêm trọng, tôi hy vọng mình sai. Trong buổi phát sóng trực tiếp ngày 9 tháng 10, ông Parker một lần nữa dự đoán, cảm giác của tôi là chuyện này sẽ leo thang, không chỉ ở Gaza, mà rõ ràng là toàn bộ thế giới Ả Rập sẽ tham gia vào cuộc xung đột này. Theo tình hình hiện tại, rõ ràng là Iran đã tham gia vào cuộc chiến. Liệu Israel có hành động trả đũa Iran như ông Parker nói, và liệu toàn bộ thế giới Ả Rập có tham gia cuộc chiến hay không? Chúng ta vẫn cần chờ thêm. Bí ẩn ngôi đền thiêng ở Jerusalem, nơi đụng độ giữa các tôn giáo lớn. Jerusalem trong tiếng Semitic cổ có nghĩa là thành phố của hòa bình. Nhưng trong suốt quá trình lịch sử tồn tại, Jerusalem đã chứng kiến biết bao cuộc xung đột đẫm máu nhằm tranh giành nó. Thành phố này có một vị trí rất quan trọng trong đức tin của ba tôn giáo lớn trong khu vực là Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Cả ba tôn giáo này đều xem Jerusalem là thánh địa, và cuộc tranh giành vẫn còn tiếp diễn cho đến tận ngày nay. Đối với người Thiên Chúa giáo, Jerusalem là nơi Chúa Giêsu qua đời và còn lưu lại rất nhiều thánh tích cổ tại đây. Người Hồi giáo xem Jerusalem là nơi nhà tiên tri Mohammed bay về trời, trong khi người theo Do Thái giáo xem Jerusalem là nơi chứa đựng bản sắc của toàn bộ dân tộc Do Thái, là nơi có đền thờ thiêng liêng của vua Solomon. Người Israel và người Palestine ngày nay, dưới sự hậu thuẫn của thế giới Hồi giáo, cùng các nước Ả Rập vẫn liên tục xung đột để tranh giành Jerusalem. Việc dùng một nơi đặc biệt để cầu nguyện và thờ phụng đã có từ rất xa xưa. Tuy nhiên, mãi khoảng năm 1000 trước công nguyên, ngôi đền thờ đầu tiên mới được vua Solomon xây dựng tại Jerusalem để dành riêng cho Thiên Chúa. Công trình này mất khoảng 7 năm rưỡi. Lễ cung hiến đền thờ kéo dài 8 ngày và hàng năm được người Do Thái nhớ lại. Vậy vua Solomon là ai? Ông xây dựng đền thờ tại Jerusalem bằng cách nào? Vua Solomon, hay còn được gọi là Jadon, là vị vua thứ ba của vương triều Israel. Ông được nhắc đến trong nhiều tài liệu quan trọng như Kinh Cựu Ước hay Kinh Cầu An. Ông là một trong những vị vua nổi tiếng nhất trong lịch sử của Israel, thường được coi là vị vua giàu có và thông thái nhất. Theo những tài liệu lịch sử, thời gian trị vì của vua Solomon rơi vào khoảng năm 970 đến năm 931 trước công nguyên. Ông là vị vua cuối cùng của vương triều Israel thống nhất, bởi cái chết của ông cũng dẫn đến sự chia cắt của đất nước cổ này. Một trong những giai thoại nổi tiếng nhất về vị vua vĩ đại này, đó là việc vua Solomon có thể sai khiến 72 con quỷ hùng mạnh. Khởi nguồn của truyền thuyết này được cho là xuất phát từ tác phẩm với tên gọi Thánh Kinh của Solomon, được lưu truyền từ thế kỷ thứ nhất. Trong đó có đề cập đến việc vua Solomon có thể điều khiển loài quỷ bằng một chiếc nhẫn do tổng lãnh thiên thần Michael ban. Theo những gì được ghi chép trong cuốn sách này, tổng lãnh thiên thần Michael đã đáp lại lời cầu nguyện và trao cho ông một chiếc nhẫn với con dấu của Chúa có hình ngôi sao. Bằng chiếc nhẫn này, vua Solomon có thể thu phục và sai khiến những con quỷ bắt đầu từ Aura cho đến bên phía Bắc và nhiều quỷ khác. Ông đã ra lệnh cho những con quỷ xây dựng nên một đền thờ tại Jerusalem. Ngoài tài liệu này, nhiều tác phẩm tôn giáo khác cũng đề cập đến việc vua Solomon sở hữu một chiếc nhẫn ma thuật. Nó cho phép ông sai khiến quỷ dữ. Chiếc nhẫn này được gọi với cái tên là con dấu của Solomon. Trên chiếc nhẫn có một biểu tượng ma thuật hình ngôi sao năm cánh, sau này được gọi là ngôi sao David. Biểu tượng này sau đó đã trở thành biểu tượng của người Do Thái trong thời hiện đại ngày nay. Với quyền năng thần thánh như vậy, con dấu của Solomon trở thành một thành tích rất nổi tiếng trong lịch sử. Những kẻ săn tìm bảo vật đã tìm kiếm thánh tích này trong suốt nhiều thế kỷ, nhưng chưa từng có ghi nhận về kẻ nào
sở hữu báu vật này. Căn nguyên xung đột giữa Israel và Palestine. Theo New York Times, cuộc tấn công bất ngờ từ Gaza vào sâu trong lãnh thổ Israel của các tay súng Hamas đã tái diễn cơn ác mộng cách đây 50 năm, khi lực lượng quân sự của Ai Cập và Syria tấn công vào Israel, tái chiếm các vùng lãnh thổ bị mất trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967. Cuộc tấn công này gây ra cuộc chiến kéo dài 19 ngày vẫn được biết tới là chiến tranh Yom Kippur năm 1973. Các kênh truyền hình và báo chí Israel trong mấy ngày qua tràn ngập những hình ảnh gợi nhớ về cuộc chiến đó. Nhiều người Israel cũng nhìn thấy những điểm tương đồng giữa cuộc chiến năm 1973 với cuộc xung đột bùng phát mới đây giữa Israel và Hamas. Nhưng rõ ràng, điểm khác biệt cơ bản là vai trò của Hamas và mục tiêu của cuộc tấn công vào Israel hồi cuối tuần trước. Theo báo The Guardian, việc chiếm lại vùng lãnh thổ ở Israel nằm ngoài tầm với của Hamas. Vậy cuộc tấn công của Hamas nhằm đạt được mục đích gì và tại sao lại là lúc này? Nhìn lại lịch sử xung đột giữa Israel và Hamas trong nhiều năm qua, đây không phải lần đầu tiên xảy ra đụng độ lớn giữa hai bên. Theo Reuters, kể từ khi Israel rút quân khỏi dải Gaza năm 2005, giữa Israel và các nhóm vũ trang Palestine, bao gồm Hamas và Jihad, đã xảy ra nhiều lần xung đột với mức độ khác nhau. Trước cuộc xung đột hiện nay, giữa Israel và Hamas đã xảy ra 4 lần đụng độ vào các năm 2008, 2012, 2014 và 2021. Cuộc xung đột đẫm máu nhất là năm 2014, kéo dài 7 tuần, khiến hơn 2.000 người Palestine và 74 người Israel, trong đó có 68 binh sĩ, thiệt mạng. Theo Al Jazeera, Hamas đã giành quyền kiểm soát khu vực dải Gaza từ năm 2007, từ phong trào Fatah trong cuộc bầu cử quốc hội. Fatah và Hamas là hai phong trào có vai trò chủ đạo ở Palestine, nhưng mỗi bên lại theo đuổi lập trường khác nhau. Trong vấn đề Israel, cho dù đều nhắm tới đích thành lập một nhà nước Palestine theo đường biên giới năm 1967, trong khi Hamas chủ trương đối đầu với Israel bằng vũ lực và không công nhận Israel, không đàm phán với nhà nước Do Thái, thì Fatah theo đuổi con đường đàm phán hòa bình. Lực lượng Hamas đi theo hệ tư tưởng Hồi giáo, trong khi Fatah theo thế tục. Hệ lụy của thực trạng chia rẽ này, đó là các cuộc xung đột không thể ngăn chặn xảy ra thường xuyên giữa Hamas và Israel với quy mô và mức độ khác nhau. Có thể thấy, các cuộc xung đột bùng phát gần đây giữa Israel và Hamas đều liên quan tới yếu tố tôn giáo. Theo Wall Street Journal, trước khi bùng nổ cuộc xung đột hôm 7 tháng 10 vừa qua, lần gần nhất Israel và Hamas xảy ra xung đột toàn diện là năm 2021, sau những cuộc đối đầu leo thang giữa hai bên ở Jerusalem. Trong đó có vụ lực lượng an ninh Israel đột kích vào khu phức hợp đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở thánh địa Jerusalem, khiến Hamas tấn công tên lửa vào Israel để trả đũa. Trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, Hamas đổ lỗi cho hành vi xúc phạm nhà thờ Al-Aqsa từ phía Israel. Đền Al-Aqsa ở đông Jerusalem là một trong những địa điểm bị tranh chấp khốc liệt nhất trên thế giới và chứng kiến các cuộc đụng độ đẫm máu giữa các tín đồ Hồi giáo với các lực lượng Israel. Hamas đã gọi vụ tấn công mới nhất là chiến dịch bão Al-Aqsa. Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa quân đội nhà nước Do Thái với các tay súng Hamas là một trong những yếu tố khiến cuộc xung đột Israel-Palestine khó tìm được giải pháp hòa bình. Theo The Guardian, có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng điều then chốt quyết định thời điểm Hamas phát động tấn công là quá trình bình thường hóa đang tăng tốc giữa Israel với các nước Ả Rập, vốn được sự hỗ trợ đầu tiên của chính quyền Washington dưới thời Tổng thống Donald Trump, thông qua thúc đẩy ký kết Hiệp định Hòa bình Abraham giữa Israel với các nước Ả Rập, và giờ đây là dưới thời Tổng thống Joe Biden.
Ngoài ra, Hamas tiến hành các cuộc xung đột gần như định kỳ chống Israel vì lý do chính trị, để củng cố sự ủng hộ ở Gaza và các nơi khác, và để bảo đảm vai trò liên tục của Hamas. Còn nếu đặt xung đột giữa Israel và Hamas trong bối cảnh xung đột Israel và Palestine, thì có thể thấy tranh chấp lãnh thổ luôn là vấn đề cực kỳ nan giải. Cũng giống như nhiều nước ở Trung Đông, Hamas phẫn nộ với việc thành lập nước Israel năm 1948. Theo trang Sky News, Hamas và các nhóm Palestine khác cho rằng lãnh thổ của họ bị đánh cắp và người Palestine là chủ sở hữu. Trong khi đó, những người ủng hộ Israel cho rằng khu vực này là quê hương tổ tiên của người Do Thái, vốn đã bị lưu đày sau cuộc xâm lược của đế quốc Babylon hơn 2.500 năm trước. Theo RFI, ngày 29 tháng 11 năm 1947, Liên Hợp Quốc đã ra nghị quyết khuyến nghị phân chia lãnh thổ của người Israel, từng là thuộc địa của Anh Quốc, thành khu vực cho nhà nước Do Thái, các nước Ả Rập và khu vực thánh địa tách biệt. Tuy nhiên, bạo lực đã nổ ra ngay lập tức giữa phe Do Thái và phe Ả Rập. Israel được tuyên bố độc lập ngày 14 tháng 5 năm 1948, thì ngay hôm sau, các quốc gia láng giềng Ả Rập đã tham chiến. Kết quả là Israel đã chiếm đóng một nửa lãnh thổ mà Liên Hợp Quốc vốn chia cho các nước Ả Rập. Theo Sky News, tại khu vực bờ Tây, thuộc vùng lãnh thổ Palestine mà Israel chiếm đóng, nhiều khu vực định cư của người Do Thái được xây dựng, kéo theo nhiều hệ lụy, mà đỉnh điểm là các cuộc đụng độ không dứt giữa người Palestine và Israel. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, hãy cho kênh một like và một share nhé. Chúc các bạn bình an và hạnh phúc.